đối với đây tôi sẽ gửi đến quý vị lời tri ân, lời cảm ơn và tiền đề của quý vị, và mong rằng quý vị sẽ yêu ái cô này trong thời gian sắp tới. Hùng Phan xin được hân hạnh chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, quý nhà phân phối, các khách hàng thân yêu và các anh chị báo chí truyền hình đã cùng với chúng tôi có mặt tại một sự kiện hết sức đặc biệt của ngày hôm nay. Thưa quý vị, sự kiện ra mắt sản phẩm TV thế hệ mới, TV KO Light. Cảm ơn quý vị.